Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết quậy tưng bừng, chỉ có thể là Matilda. Chào mừng các bạn đã đến với nhạc kịch Matilda. Theo truyền thống, trong 3 năm gần đây, Netflix đều ra mắt những bộ phim nhạc kịch ấn tượng vào dịp cuối năm. Chúng ta có The Prom ra mắt năm 2020, Tick Tick Boom ra mắt năm 2021, và năm nay, chúng ta có Matilda. Điểm chung của cả ba bộ phim điện ảnh này đều là được chuyển thể từ những tác phẩm nhạc kịch Broadway nổi tiếng, được phóng chiếu từ sân khấu lên thế giới của khung hình và tuôn trào năng lượng tích cực với những ca khúc xuất sắc. So với The Prom và cả Tick Tick Boom, ấn tượng ban đầu của bạn về Matilda có lẽ sẽ là: sao bộ phim này con nít quá vậy? Đừng đánh giá quyển sách qua trang bìa, đừng đánh giá con nít qua vẻ bề ngoài của chúng. Bởi vì Matilda là một bộ phim tuyệt vời dành cho mọi lứa tuổi, được chuyển thể từ một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Roald. Và sau đây là ba lý do khiến nhạc kịch Matilda là bộ phim có thể lay động cả trẻ em lẫn người lớn. Lý do số 1. Bộ phim kể về những đứa trẻ phải tự xử và giải quyết hết mọi vấn đề trong một thế giới toàn những người lớn vô tâm. Như rất nhiều câu chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi, nhạc kịch Matilda kể về bé gái cùng tên sinh ra trong một gia đình có một ông bố và một bà mẹ hết sức tồi tệ. Bố mẹ không hề quan tâm cô bé, không cho em đến trường. Xem sự ra đời của em như một thảm họa. Xuyên suốt phim, khán giả sẽ không thể nào hiểu nổi vì sao một cặp cha mẹ như vậy có thể tồn tại ở trên đời. Nhưng cũng sẽ phải rùng mình, vì trên thực tế, chúng ta đã nghe nhiều chuyện tệ hơn về vấn nạn cha mẹ độc hại. Sự phóng đại của tác giả Roald vì thế mà vừa trào phúng, lại vừa mang tính xã hội, rất gần sát với thế giới thật. Ngoài Matilda, chúng ta còn được gặp những cô cậu học sinh đang theo học tại Grantham Hall, ngôi trường kinh hoàng được cai quản bởi một mụ hiệu trưởng vô cùng căm ghét trẻ em. Tất cả những đứa trẻ này đều chịu khổ dưới một môi trường giáo dục vô cùng độc hại, nhưng tuyệt nhiên, chúng vẫn tuân theo và không hề có sự phàn nàn gì, cho tới khi Matilda xuất hiện. Từ đó, phim cho ta thấy một thế giới mà trẻ con thì hành xử như người lớn. Chúng biết phân biệt đúng sai, biết bảo vệ, biết che chở lẫn nhau và biết đứng lên chống lại cái xấu. Còn người lớn thì lại hành xử như những đứa trẻ. Thờ ơ, vô tâm và cực kỳ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì thế mà mấy đứa trẻ trong phim đã phải hát rằng khi chúng lớn lên, chúng sẽ gánh vác hết tất cả thay cho bố mẹ chúng. Lý do thứ hai, bộ phim truyền cảm hứng cho trẻ em qua hình ảnh nữ anh hùng nhí Matilda. Như đã nói, cuộc sống ở ngôi trường Grantham Hall bắt đầu đảo lộn khi có sự xuất hiện của Matilda. Không giống những đứa trẻ khác, em là một thiên tài xuất chúng. Chỉ mới lớp 1 nhưng đã biết giải phương trình và đọc hết những tác phẩm văn học lớn của thế giới. Em có trí tưởng tượng phong phú, ý thức rõ thế nào là đúng sai và sẽ không ngại quậy đục nước một chút để cho những người lớn kia biết thế nào là lễ hội. Ngoài những nét tính cách trên, Matilda còn sở hữu một chút siêu sức mạnh bất ngờ mà bạn nên xem phim để tìm hiểu. Và cũng từ đó, Matilda trở thành hình mẫu nữ anh hùng nhí rất gần gũi và rất chân thật với trẻ em. Và không anh hùng nào có thể hoàn thiện nếu câu chuyện thiếu đi một villain, kẻ phản diện. Trong nhạc kịch Matilda, đó chính là bà hiệu trưởng đáng sợ, Trunchbull. Trong trí tưởng tượng của Roald, bà ta không chỉ ghét trẻ em mà còn không chút do dự khi xử đẹp chúng. Biến nhà trường thành một trại giáo dưỡng tàn khốc và trừng phạt học sinh một cách vô cớ với một chiếc tủ đáng sợ. Cuộc đối đầu giữa Matilda và Trunchbull tượng trưng cho cuộc đấu tranh giành lại những năm tháng thơ ngây của trẻ em để chúng được sống trong môi trường giáo dục lành mạnh, và cũng là một sự trào phúng của tác giả Roald về sự biến chất của các thể chế giáo dục khi nhà trường lại trở thành nhà tù giam hãm trẻ nhỏ. Lý do thứ ba, bộ phim mang đậm tinh thần của Broadway và phép màu của điện ảnh. Chuyển thể từ trí tưởng tượng đầy sắc màu của Roald và vở nhạc kịch ngập tràn năng lượng của Broadway đã thắng nhiều giải thưởng lớn. Nhạc kịch Matilda giờ đây đã hội đủ tất cả những tinh hoa của hai loại hình nghệ thuật là sân khấu và điện ảnh. Nếu cô bé Matilda phải tìm đến sách để thoát ly khỏi hiện thực, thì bộ phim này là điểm đến vô cùng lý tưởng để khán giả có được những khoảnh khắc thoát ly đáng nhớ, trở về tuổi thơ, nhìn thế giới qua lăng kính của trẻ nhỏ và để âm nhạc dẫn lối. Và hơn hết, bộ phim tạo nên cảm giác cộng đồng cực kỳ mãnh liệt, bởi nếu vở nhạc kịch sân khấu không thể tải hết quy mô của một ngôi trường với mấy trăm học sinh, phép màu của điện ảnh lại cho ta thấy rõ chiều kích đó. Điển hình là ở bài hát Revolting Children, khúc anh hùng ca của những đứa trẻ nổi loạn, từng góc máy, từng góc quay cho đến vũ đạo và phần hòa giọng của các học sinh đều sẽ khiến bạn nổi da gà và muốn nhún nhảy theo.
Nhạc kịch Matilda của Netflix là một trong những bộ phim không nên bỏ qua, bởi ngoài cảm giác feel good khiến bạn luôn nở nụ cười trên môi cùng dàn diễn viên nhí quá dễ thương, đây còn là một bộ phim nhạc kịch vô cùng hiếm hoi của năm 2022. Và nếu bạn vừa là người yêu âm nhạc, vừa là người yêu điện ảnh, hãy sẵn sàng để nổi nhạc lên cùng cuộc trỗi dậy của các học sinh trường Grantham Hall. Phim đã có mặt trên Netflix từ ngày 25 tháng 12.